Xin chào quý bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là chúng ta cài đặt cho cái chiếc camera EZ Fit là chúng ta ghi theo liên tục hay là ghi theo chuyển động. Ví dụ như các bạn xem lại cái phần chiếc camera nhé. Các bạn bấm vào đây. Và các bạn bấm vào mục thẻ nhớ. Đây thì các bạn ở trong cái đoạn xem lại thì nó có những cái đoạn đứt 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 như này. Ví dụ là nhiều cái đoạn đứt xanh như này, ví dụ như mình sẽ chọn ngày này. Ví dụ như ngày mùng 2 chẳng hạn. Các bạn bấm OK. Và đây là có nhiều cái đoạn đứt đứt như này. Đấy, thì bây giờ để thế nào chúng ta cài nó sẽ làm xanh liên tục và ghi liên tục cho chiếc camera để chúng ta khỏi những cái đoạn đứt đứt xanh xanh như này. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là chúng ta sẽ cài chế độ ghi liên tục hay là ghi theo chuyển động. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là chúng ta cài đặt của chiếc camera đó. Thì trước tiên thì các bạn vào trực tiếp cái camera các bạn muốn cài đặt. Mình tắt bỏ cái loa cho nó đỡ réo. Thì các bạn sẽ chọn vào đúng cái camera đó và các bạn sẽ lựa chọn vào cái lục giác trên cùng bên tay phải. Và các bạn sẽ lựa chọn cái mục nào là mục đây nhá. Đây là những thông tin âm thanh, báo động và hình ảnh. Thì các bạn sẽ lựa chọn đến mục là trạng thái lưu trữ giúp mình. Đây, mục trạng thái lưu trữ. Ở trong cái mục trạng thái lưu trữ này thì các bạn sẽ lựa chọn được cái là ghi theo liên tục hay là ghi theo chuyển động. Nên các bạn bấm vào đây. Ví dụ đây các bạn đang dùng thẻ nhớ, các bạn muốn kiểm tra thẻ nhớ thì các bạn bấm vào đây. Thì thẻ nhớ của các bạn đang là khoảng 16 GB các bạn nhé. Còn muốn định dạng thì các bạn bấm định dạng đây là chiếc thẻ nhớ nó sẽ ghi, nó sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của cái dữ liệu của chiếc camera EZ Fit. Và ở trong cái mục các bạn bách ra và trong cái mục trạng thái lưu trữ này thì các bạn sẽ lựa chọn được là ví dụ như các bạn bật cả ngày như này, chế độ cả ngày các bạn đang tắt thì chiếc camera này nó sẽ là ghi theo có chuyển động mới ghi. Đấy, các bạn nhé, ghi theo có chuyển động mới ghi. Đây, nó ghi rõ là đang sử dụng, chỉ ghi với các hoạt động là có chuyển động thì nó mới ghi. Nếu các bạn bật cái chế độ này cả ngày này lên thì chiếc camera nó sẽ ghi là đang sử dụng, chỉ ghi theo liên tục, là có nghĩa là toàn bộ những cái thời gian không có chuyển động hay có chuyển động nó đều ghi hết cho các bạn. Đây là mình đã hướng dẫn các bạn cách ghi theo chuyển động hay ghi liên tục theo cho chiếc camera EZ Fit. Nói chung, ví dụ như là chiếc camera EZ Fit C6N hay là H6C hay là mấy cái C1C, hay là mình hướng dẫn các bạn cách ghi theo liên tục hay ghi theo chuyển động cho chiếc camera EZ Fit. Và xin chân thành cảm ơn quý bạn đã theo dõi phần hướng dẫn cài đặt ghi hình của chiếc camera EZ Fit ghi theo chuyển động hay ghi theo liên tục. Và xin chân thành cảm ơn quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy bấm like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông giúp mình để khi mình ra một video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích và mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn. Và nếu các bạn trong quá trình cài đặt không hiểu chỗ nào thì các bạn có thể để lại comment ngay dưới video này hay các bạn gọi Zalo số điện thoại mình để bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn, hẹn quý bạn ở video tiếp theo.